Những điều kiêng kỵ không nên làm dịp Tết Người Việt vẫn quan niệm rằng Đầu năm mới nếu như gặp những điều may mắn, tốt lành Thì cả năm sẽ gặp suôn sẻ và an lành Có kiêng, có lành Nên nhân gian vẫn kiêng cữ những điều kém may mắn vào đầu năm Nếu phạm vào đại kỵ đó Thì cả năm sẽ không được may mắn Kiêng thứ nhất Kiêng quét nhà vào ngày mùng 1 Tết Trước thời khắc giao thừa thì hầu như gia đình nào cũng dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Nên vào ngày mùng 1 sẽ không quét nhà. Nhân gian quan niệm quét rác ra khỏi cửa vào ngày mùng 1 cũng giống như quét đi tài lộc và vận may của gia đình ra ngoài. Đó là điều không tốt. Điều kiêng kỵ thứ hai, không cho người khác lửa vào đầu năm. Lửa theo phong thủy là tượng trưng cho sự may mắn. Nếu như vào đầu năm mới, bạn cho đi sự may mắn đó cho người khác là điều không nên. Điều thứ ba, không cho nước đầu năm. Người ta vẫn thường ví tiền, sự giàu sang bằng câu tục ngữ tiền vào như nước. Và một năm mới sẽ đón nhận thật nhiều may mắn nếu như mình giữ nước lại cho bản thân. Không nên cho người khác nước vào dịp đầu năm vì không khác gì trao đi sự sinh sôi cho người khác. Điều thứ tư, không đi chúc Tết sáng mùng 1. Người ta tránh đi chúc Tết vào ngày mùng 1, thực ra là tránh sông đất người khác. Vì sông đất vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến cả năm của gia chủ. Nếu như mình mang điều gì đó không may đến cho gia đình người khác là điều không nên. Năm, không cãi nhau vào ngày mùng 1. Thông thường, vào những ngày đầu năm, người ta vẫn khuyên nhau rằng nên giữ sự ôn hòa, thoải mái khi trò chuyện với nhau. Tránh sự cãi vã và khó chịu với người đối diện. Vì như vậy là không tốt lành cho một năm mới. 6. Không làm vỡ đồ. Đầu năm mới, ai cũng cầu nguyện những điều tốt đẹp. Nếu làm vỡ đồ trong dịp đầu năm, người ta quan niệm một năm sẽ có nhiều đổ vỡ, chia ly. Bởi vậy, vì việc đại kỵ này, người lớn vẫn dặn trẻ nhỏ, hạn chế vui chơi, đụng vào đồ đạc làm vỡ. Điều thứ bảy, kiêng quan hệ nam nữ. Mồng một hay ngày rằm đều là những ngày mà người phương đông quan niệm trai gái không nên gần gũi nhau vì nó sẽ mang đến vận hạn cũng như kém may mắn. Thứ 8 không vay tiền. Đầu năm mới tránh đi vay tiền, tránh đi đòi nợ. Như thế, nó sẽ báo hiệu một năm đi vay rồi đi trả của mình, cả năm sẽ không thu được tiền tài vào thân. Điều thứ 9, không nói những điều xui xẻo. Nếu như miệng bạn nói những điều xui xẻo, những điều không hay vào đầu năm thì sẽ khiến người khác không vui, cũng như khiến cho bạn gặp nhiều điều không tốt đẹp vào đầu năm. Vì vậy, bạn nên chọn những lời hay, ý đẹp để gửi tới nhau những ngày đầu năm. Điều thứ 10, kiêng sông nhà khi không hợp tuổi. Tục sông đất có từ lâu đời, người sông đất cho người khác thường là người sẽ mang đến nhiều may mắn. Nếu như bạn không hợp tuổi thì không nên sông nhà cho người khác. Điều thứ 11, không nên tắm rửa, gội đầu. Người xưa quan niệm tắm rửa gội đầu vào những ngày này sẽ khiến cho kiến thức hay phúc lành của bạn bị hao mòn đi. điều thứ mười hai kiêng trượt chân vấp ngã trượt chân vấp ngã vào những ngày đầu năm sẽ báo hiệu một năm gặp nhiều thất bại hoặc trục trặc trong công việc. mười ba kiêng đứng hoặc ngồi trước cửa nhà đầu năm sẽ có nhiều phước lành hoặc tài lộc cho gia đình bạn nếu ngồi hoặc đứng trước cửa vào ngày mùng 1 thì sẽ chặn đi luồng khí tốt lành đó. Điều 14. Kiêng mặc quần áo trắng, đen. Màu trắng và màu đen tượng trưng cho sự tăng tóc nên không thích hợp trong những ngày Tết. Cần chọn những gam màu rực rỡ.